Xin chào các em, cô trò chúng ta lại gặp nhau trong chương trình bài giảng địa lý lớp 8 ngày hôm nay. Hôm nay cô trò mình sẽ học bài 23 vị trí giới hạn hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Vì vị trí hình dạng kích thước lãnh thổ là những yếu tố địa lý góp phần hình thành nên đặc điểm chung của thiên nhiên và có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế xã hội của nước ta. Các em mở sách giáo khoa ra trang 81. Chúng ta đi vào phần 1 La Mã, đó là vị trí và giới hạn lãnh thổ. Các em dở tập ra ghi bài vào nhé. Quan sát bản đồ hành chính ở tập bản đồ trang 20-21 và thông tin sách giáo khoa, em hãy cho biết lãnh thổ nước ta gồm có những bộ phận nào. Quan sát vào sách giáo khoa, chúng ta sẽ thấy rằng lãnh thổ nước ta bao gồm vùng đất liền, vùng biển và vùng trời. Đi vào phần A nhỏ, phần đất liền. Chúng ta ghi vào tập nha. Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết giới hạn xung quanh nước ta tiếp giáp với các quốc gia nào, biển nào? Quan sát trên hình 17.1 lượt đồ các thành viên ASEAN, thì chúng ta sẽ thấy Việt Nam chúng ta có hiển thị bằng màu xanh lá cây. Về giới hạn, chúng ta sẽ thấy rằng phía Bắc, Việt Nam chúng ta sẽ giáp với quốc gia Trung Quốc. Phía Tây, Việt Nam chúng ta sẽ giáp với hai quốc gia, đó là Lào và Campuchia. Ở phần phía Đông và Nam, nước ta sẽ giáp với lại khu vực biển Đông. Em sẽ ghi bài vào tập thông tin này nha. Về giới hạn, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, Campuchia, phía Đông và Nam giáp Biển Đông. Rồi chưa các em? Quan sát bảng 23.2, các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam, sách giáo khoa trang 84. Em hãy cho biết tọa độ của các điểm cực trên bản đồ hành chính Việt Nam. Quan sát trên bảng 23.2, chúng ta sẽ thấy có 4 điểm cực. Ở nước ta là điểm cực Bắc, điểm cực Nam, điểm cực Tây và điểm cực Đông. Để xác định các điểm cực, thì điểm cực Bắc và điểm cực Nam chúng ta sẽ nhìn vào vĩ độ địa lý của nó. Điểm cực Bắc có vĩ độ địa lý là 23 độ 23 phút Bắc và ở tỉnh Hà Giang. Xác định được điểm cực Bắc, chúng ta sẽ nhớ lại phương hướng năm học lớp 6. Chúng ta xác định điểm cực Bắc bằng cách cầm thước đưa từ trên của bản đồ hành chính lần lượt đi xuống trên dưới thấp hơn. Khi chạm vào phần lãnh thổ đất liền đầu tiên ở Việt Nam, đó chính là điểm cực Bắc. Và điểm cực Bắc có vĩ độ địa lý là 23 độ 23 phút Bắc ở tỉnh Hà Giang. Tương ứng như vậy, chúng ta sẽ tìm điểm cực Nam. Chúng ta cầm thước đi từ phía dưới đi lên và chạm vào phần đất liền đầu tiên, đó chính là điểm cực Nam. Và điểm cực Nam có vĩ độ địa lý là 8 độ 34 phút Bắc ở tỉnh Cà Mau. Riêng điểm cực Tây và điểm cực Đông, chúng ta sẽ xác định không phải vĩ độ nữa mà bằng kinh độ địa lý. Cầm thước đi từ bên tay trái sang tay phải, chúng ta sẽ xác định được điểm cực Tây, đó là 102 độ 09 phút Đông ở tỉnh Điện Biên. Và xác định điểm cực Đông của Việt Nam nước ta có kinh độ địa lý 109 độ 24 phút Đông ở tỉnh Khánh Hòa. Chúng ta dùng thước đi từ phía bên tay phải, đi sang bên tay trái. Và điểm đầu tiên mà trên phần đất liền của Việt Nam đó chính là điểm cực Đông, 109 độ 24 phút Đông ở tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xác định được các điểm cực, thì chú ý dùm cho cô các tọa độ điểm cực như sau. Điểm cực Bắc và điểm cực Nam được tính theo vĩ độ địa lý. Vĩ độ địa lý chúng ta đã được học ở năm học lớp 6. Vĩ độ địa lý của một điểm là khoảng cách được tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến đường vĩ tuyến gốc. Riêng điểm cực Tây và điểm cực Đông sẽ tính theo kinh độ địa lý. Kinh độ địa lý của một điểm là khoảng cách được tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến đường kinh tuyến gốc. Như vậy, nhìn vào vĩ độ địa lý thì Việt Nam nước ta nằm từ 8 độ 34 phút Bắc đến 23 độ 23 phút Bắc, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc. Còn nhìn vào điểm cực Tây và điểm cực Đông thì nước ta nằm hoàn toàn ở bán cầu Đông.
Sau khi bài, các điểm cực Bắc 23 độ 23 phút Bắc ở tỉnh Hà Giang, điểm cực Nam 8 độ 34 phút Bắc ở tỉnh Cà Mau, điểm cực Tây 102 độ 09 phút Đông ở tỉnh Điện Biên, điểm cực Đông 109 độ 24 phút Đông ở tỉnh Khánh Hòa. Em ghi bài nha. Được chưa các em? Và đây là một số hình ảnh về các điểm cực trên phần đất liền của Việt Nam. Điểm cực Bắc, điểm cực Nam, điểm cực Tây và điểm cực Đông. Ở các điểm cực đều có các cột mốc. Qua các điểm cực, em hãy tính xem từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ và nằm trong đới khí hậu nào. Chúng ta quan sát cái điểm cực Bắc là 23 độ 23 phút Bắc, còn điểm cực Nam là 8 độ 34 phút Bắc. Vậy kéo dài bao nhiêu vĩ độ, chúng ta làm phép tính gì để biết? Đó chính là phép tính, tính trừ, lấy số lớn trừ đi số bé. Kết quả ra là bao nhiêu? Đó chính là 14 độ 89 phút phút Bắc. Và nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc thuộc vành đai đới nóng thuộc khí hậu nhiệt đới. Tương tự như vậy, chúng ta tính xem từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ. Chúng ta sẽ lấy 109 độ 24 phút Đông trừ đi 102 độ 09 phút Đông. Chúng ta sẽ ra được cái độ rộng. Kết quả là 7 độ 15 phút phút Đông. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và thông tin trên chữ sách giáo khoa, em hãy cho biết diện tích vùng đất liền và hải đảo của nước ta là bao nhiêu? Đó chính là 331.212 km vuông. Chúng ta sẽ ghi cái phần thông tin về diện tích là 331.212 km vuông vào trong tập nha. Toàn bộ 3 phần giới hạn, các điểm cực và diện tích là những thông tin của phần đất liền mà chúng ta cần phải ghi đầy đủ vào trong tập. Rồi chưa các em? Câu trò mình vừa kết thúc phần A, đó chính là phần đất liền. Vậy còn phần biển nước ta như thế nào? Chúng ta sang phần B nhé. B nhỏ, phần biển. Các em ghi tập, ghi vào trong vở. Quan sát lượt đồ khu vực Biển Đông và thông tin trên chữ sách giáo khoa. Em hãy cho biết diện tích vùng biển của nước ta là bao nhiêu? Kể tên một số đảo và quần đảo lớn ở nước ta thuộc tỉnh nào? Thì phần biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2. Một số đảo lớn như là Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý v.v. Về quần đảo thì có hai quần đảo lớn, đó là quần đảo Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Như vậy chúng ta chỉ cần nhớ cho cô về phần biển, đó là rộng khoảng 1 triệu km2. Có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa mà. Các em ghi bài. Anh chưa các em? Bây giờ các em sẽ nhìn tổng quát lại hai phần đất liền và vùng biển. Phần hiển thị màu xanh trên cái lược đồ của cô đó chính là phần đất liền với diện tích là 331.212 km2 và vùng biển là 1 triệu km2. Và trên phần biển thì nó sẽ có hai quần đảo, đó là quần đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Một phần thứ ba đó là vùng trời. Vùng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta trên đất liền được xác định bằng đường biên giới, và trên biển là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian các đảo. Vùng đất liền, vùng biển và vùng trời được xác định là chủ quyền của Việt Nam chúng ta. Vậy, vị trí giới hạn lãnh thổ có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sang phần C nhỏ, đó chính là ý nghĩa.
Các em ghi bài. C. Ý nghĩa. Kết hợp với thông tin trên chữ sách giáo khoa, quan sát hình 17.1, em hãy nêu những điểm nổi bật của vị trí địa lý nước ta. Thứ nhất, nước ta nằm trong vị trí nội chí tuyến. Nội chí tuyến có nghĩa là nằm từ 8 độ 34 phút Bắc đến 23 độ 23 phút Bắc, hoàn toàn ở nội chí tuyến Bắc Bán Cầu. Vị trí của Việt Nam gần ở khu vực trung tâm Đông Nam Á. Và đặc điểm thứ ba là vị trí là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các quốc gia Đông Nam Á, đất liền và Đông Nam Á hải đảo. Và cuối cùng, đó là điểm nổi bật, đó là vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. Thông tin này có trong sách giáo khoa. Và cô sẽ khái quát lại một lần nữa cho các em nhìn thấy được những cái điểm nổi bật của vị trí địa lý nước ta như sau. Thứ nhất, đó là các luồng sinh vật. Luồng sinh vật sẽ có ở khu vực phía Tây, sang, ở phía Nam di chuyển lên, ở phía Bắc di chuyển xuống và ở phía Đông di chuyển sang, làm cho luồng sinh vật ở Việt Nam mình đa dạng. Ngoài ra thì nó có luồng gió mùa. Luồng gió mùa thổi vào mùa hạ là luồng gió mùa Tây Nam với đặc tính nóng ẩm. Luồng gió mùa thứ hai đó là luồng gió mùa Đông Bắc thổi theo hướng Đông Bắc với đặc tính lạnh khô. Đặc điểm về vị trí thứ ba đó là đầu Việt Nam mình nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á giữa các quốc gia đất liền và quốc gia khu vực hải đảo. Và đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý nước ta cuối cùng đó chính là nội chí tuyến giữa xích đạo và chí tuyến Bắc. Thì Việt Nam nằm gọn trong nội chí tuyến Bắc Bán Cầu. Đây là khái quát lại những cái điểm nổi bật của vị trí địa lý nước ta. Quan sát lượt đời 24.1, em hãy cho biết những đặc điểm của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta và cho ví dụ. Vị trí địa lý là một trong những nguyên nhân cơ bản tạo nên các đặc điểm chung của thiên nhiên nước ta như tính chất nhiệt đới gió mùa, tính chất ven biển, tính chất đa dạng và phức tạp. Thì ví dụ như là luồng sinh vật, nên sinh vật rất phong phú và đa dạng từ ở phía Bắc, phía Nam, phía Đông và phía Tây. Luồng gió mùa, đặc biệt do ảnh hưởng lớn của biển nên nước ta có mưa nhiều và lũ lụt. Bên cạnh những thuận lợi thì cũng có những cái khó khăn nhất định cho Việt Nam của mình. Như vậy về ý nghĩa chúng ta sẽ chốt lại hai ý nghĩa mà thôi. Ý nghĩa thứ nhất, Việt Nam có vị trí nội chí tuyến Bắc Bán Cầu ở trong miền nhiệt đới gió mùa. Thiên nhiên đa dạng phong phú nhưng cũng gặp nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán. Ý nghĩa thứ hai là Việt Nam ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, thuận lợi cho việc giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế. Các em ghi bài. Vừa rồi cô trò mình đã làm rõ về vị trí giới hạn ý nghĩa của lãnh thổ Việt Nam. Vậy lãnh thổ nước ta còn có những đặc điểm nào nữa về phần đất liền và phần biển? Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhé. Hai La Mã, đặc điểm lãnh thổ. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và thông tin trên sử sách giáo khoa qua vị trí địa lý như nhận xét về chiều dài và chiều rộng của lãnh thổ Việt Nam. Thì phần đất liền kéo dài khoảng 15 độ vĩ tuyến và hẹp ngang. Nơi hẹp nhất là 50 km ở tỉnh Quảng Bình. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và thông tin đăng ký sách giáo khoa qua vị trí địa lý cho biết bờ biển có hình dạng gì và chiều dài của đường bờ biển nước ta như thế nào. Thì bờ biển của nước ta uốn cong hình chữ S, dài 3.260 km. Chúng ta sẽ ghi thông tin này nhé.
Đó là hình dạng lãnh thổ kéo dài 15 độ vĩ, hẹp ngang 50 km, bờ biển hình chữ S dài 3.260 km. Xong chưa các em? Quan sát vào hình, ta sẽ thấy phần đất liền từ Bắc xuống Nam là 1.650 km. Đường bờ biển dài 3.260 km. Và ở khu vực biển này, chúng ta sẽ có bảo vệ vùng biển Việt Nam bởi các bộ đội hải quân và cảnh sát biển kiểm ngư ngày và đêm để gìn giữ vùng biển cho Việt Nam của mình. Bên cạnh vùng biển thì vùng trời cũng có những cái lực lượng bộ đội không quân. Vùng trời là cái vùng không gian, phần đất liền và vùng biển. Bên cạnh đó, đường biên giới trên đất liền dài 4.600 km và có bảo vệ an ninh đất liền và biên giới Việt Nam bởi các bộ đội biên phòng và công an. Đây là các hình ảnh mà các chiến sĩ bộ đội biên phòng và công an xuyên rừng để bảo vệ biên giới cho Việt Nam của mình. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam cho biết hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì đến điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta. Với vị trí địa lý thuận lợi, lãnh thổ mở rộng là một nguồn lực cơ bản giúp chúng ta phát triển toàn diện nền kinh tế xã hội, đưa Việt Nam nhanh chóng gia nhập vào kinh tế khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam là thông tin kênh chữ sách giáo khoa cho biết phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam có đặc điểm như thế nào. Về Biển Đông, thuộc chủ quyền Việt Nam thì mở rộng về phía Đông và Đông Nam. Phần này có trong thông tin kênh chữ sách giáo khoa. Trên Biển Đông, nước ta có rất nhiều đảo và quần đảo có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Nói về an ninh quốc phòng, có lực lượng quân đội ngày và đêm bảo vệ vùng đất, vùng trời và vùng biển của Việt Nam. Chúng ta ghi bài vào tập nhé các em. Đó là Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía Đông và Đông Nam, có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Được chưa các em? Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết tên đảo lớn nhất chúng ta là gì, thuộc tỉnh nào. Đảo là phần đất được nhô lên khỏi bề mặt nước biển, biển bao xung quanh. Thì chúng ta sẽ quan sát xem đảo nào ở Việt Nam mình lớn nhất. Về phần này cô sẽ gợi ý chúng ta sẽ nhìn về phía tây nam của Việt Nam. Chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái đảo có diện tích rất lớn, đó chính là đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc có diện tích khoảng 568 km2 thuộc tỉnh Kiên Giang. Và đây là hình ảnh của đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc còn có tên gọi rất thân thương, đó chính là đảo Ngọc. Và dân cư tập trung ở đây rất là đông, cái hoạt động là dịch vụ đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Tiếp tục. Em hãy cho biết vịnh biển đẹp nhất nước ta là vịnh nào? Vịnh đó đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào? Nói về vịnh biển đẹp nhất, chúng ta sẽ nhìn về khu vực phía Bắc. Vịnh biển nào ở Việt Nam là vịnh biển đẹp mà có rất nhiều khói thạch nhũ mà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? Đó chính là vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới 2 lần. Lần đầu năm 1994, vùng lõi của Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Năm thứ hai là năm 2000, được tái công nhận lần hai với giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất và địa mạo. Đây là hình ảnh của Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới. Thì Vịnh Hạ Long bao gồm khoảng 1969 hòn đảo lớn nhỏ, di sản thế giới 2 lần.
Năm 1994, giá trị thẩm mỹ, và năm 2000, giá trị địa chất và địa mạo Castor. Em hãy nêu tên các quần đảo xa bờ của nước ta. Và các quần đảo xa nhất nước ta đó là quần đảo nào? Chúng thuộc tỉnh, thành phố nào? Thì nói về quần đảo, lúc nãy chúng ta đã biết là có Việt Nam mình có hai quần đảo ở xa bờ. Đó chính là quần đảo Hoàng Sa ở thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Nhìn vào trên lược bản đồ hành chính thì chúng ta cũng sẽ thấy được là quần đảo nào là quần đảo mà nó xa bờ nhất ở Việt Nam mình. Đó chính là quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa cách bờ biển Cam Ranh khoảng 248 hải lý, tương đương với khoảng 460 km. Đây là quần đảo lớn và xa bờ của Việt Nam mình. Về phần củng cố, xem lại coi các em nãy giờ có theo dõi bài học cùng với cô hay không. Bởi các câu trắc nghiệm, mình sẽ có 3 câu trắc nghiệm. Chọn đáp án đúng nha. Câu thứ nhất, hình dạng lãnh thổ nước ta như thế nào? A. Kéo dài hơn 15 vĩ tuyến. B. Hẹp ngang nhỏ nhất ở Quảng Bình. C. Kéo dài 15 độ vĩ, hẹp ngang 50 km ở Quảng Bình, bờ biển dài uốn cong hình chữ S. Và D là kéo dài rộng ngang bờ biển dài. Em kết quả nào là đáp án đúng nè? Đó chính là đáp án C. Câu 2. Tên đảo lớn nhất ở nước ta là gì? Mới vừa xong ha. A. Đảo Bạch Long Vĩ. B. Đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn thì có một cái nghề làm tỏi, và tỏi Lý Sơn là một trong những cái đặc sản nổi tiếng ở khu vực đảo này. Đảo thứ ba đó là đảo C là đảo Phú Quý, và D đó là đảo Phú Quốc. Chúng ta chọn đảo nào là lớn nhất ở nước ta? Đó chính là đảo Phú Quốc, còn có tên gọi là đảo Ngọc. Câu 3. Vịnh biển nào đẹp nhất nước ta và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? A. Vịnh Hạ Long. B. Vịnh Vân Phong. C. Vịnh Quy Nhơn. Và 4 là Vịnh Cam Ranh. Thế các em đáp án nào chính xác nè? Đó chính là đáp án A. Vịnh Hạ Long. Chúng ta sẽ dặn dò về nhà. Yêu cầu của cô đặt ra là chúng ta sẽ học bài 23, chuẩn bị bài 24 vùng biển Việt Nam. Đọc trước dùm cho cô bài đọc thêm vùng biển chủ quyền của nước Việt Nam, giáo khoa trang 91. Chú ý là nếu các em có thắc mắc gì bài giảng thì liên hệ với cô qua địa chỉ mail bên dưới. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Mến chúc các em có buổi học thật vui. Thân chào các em và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau nhé.